Đây là đài truyền thanh huyện Thạnh Phú. Đây là đài truyền thanh huyện Thạnh Phú. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tiếp sóng Đài Phát thanh Bến Tre và Đài Tiếng nói Việt Nam. Ủa anh bác, anh làm gì mà ngồi mơ mộng vậy? Ơi, mơ mộng gì đâu chị ơi. Tôi đang coi cái ao tôm mà buồn quá trời nè. Chị nhìn kìa, nước ao đục, tôm yếu, rớt dài dài. Ê. Ủa, anh chưa dùng Ambio hả? Ambio hả? Đúng rồi, Ambio là vi sinh sống, có chủng vi sinh nhập từ Nhật Bản, công nghệ cao chuyên dùng cho nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm đó anh. Ambio giúp cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, ổn định môi trường nước, ngăn ngừa hình thành khí độc như NO2, NH3, H2S. Vi sinh sống Ambio giúp tôm siêu hấp thụ dinh dưỡng, lớn nhanh mà lại tăng sức đề kháng nữa, khỏi lo dịch bệnh luôn. Thiệt vậy hả chị? Ừ. Mà Ambio đó có an toàn không? Trời, Ambio đã vào top 100 nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam, là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ vi sinh trong nuôi trồng thủy sản đó anh. Có Ambio, tôm khỏe, ăn nhiều, an toàn, tốt cho sức khỏe, đảm bảo cuối vụ bội thu luôn. Ambio hiện đang bán rộng rãi trên cả nước đó anh. Anh cứ tới đại lý gần nhà mình nhất là có hàng luôn. Wow, nếu vậy thì phải đi mua và dùng ngay mới được. Ambio, vi sinh thiết yếu cho người nuôi tôm. Pháp luật và cải cách hành chính. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục Pháp luật và cải cách hành chính kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe những nội dung sau đây. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.